Hello, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bài mà chúng ta sẽ thiên về lý thuyết. Thì các bạn sẽ tìm hiểu về cái khái niệm là DPI và PPI. Đây là khái niệm về độ phân giải, như lần trước mình cũng có đề cập tới sau cái bài Big Sale đó. Thì mình cũng có nói là mình sẽ làm cái video hướng dẫn về cái khái niệm DPI và PPI, cái độ phân giải nó như thế nào. Nếu mà các bạn đã từng thiết kế cho các sản phẩm in ấn mà dùng Photoshop hoặc bất cứ chương trình nào tương tự để xử lý hình ảnh, thì bạn chắc chắn thì đã từng nghe được tới cái nghe nhắc tới thuật ngữ là độ phân giải DPI. Chẳng hạn như bạn thiết kế là bao nhiêu DPI vậy, thì cái từ DPI này chính là cái viết tắt của từ dot per inch. Thì chút nữa chúng ta sẽ hiểu vì sao dot per inch là cái gì. Mình tạm dịch dot là những cái điểm, per là mẫu, inch là có bắt cắt những cái điểm trên cái điểm ảnh trên một một inch. Inch là cái đơn vị đo. Thì chúng ta có một thêm khái niệm nữa là khái niệm PPI, là những cái pixel trên mỗi cái inch. Thì hai cái này nó thường xuyên được nhắc tới trong cái lúc mà chúng ta thiết kế đồ họa, thì ít nhiều thì các bạn cũng đã nghe qua rồi. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết. Nhiều khi trong những cái thời điểm nào đấy trong cái công việc của mình, trong những công việc thiết kế của các bạn, thì hai cái thuật ngữ này đôi khi cảm thấy làm cho bạn cảm thấy bối rối, vì chúng ta thực sự chưa 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 chắc là đã hiểu rõ về nó. Chúng ta cũng chưa chắc được là sự khác khác nhau của hai cái thuật ngữ này nó như thế nào. Hôm nay mình làm cái bài giảng này để chúng ta hiểu kỹ chính xác về hai thuật ngữ này như thế nào. Nhiều khi các bạn sử dụng Photoshop ở hệ điều hành Windows thì máy sẽ báo cho các bạn biết được cái độ phân giải, thường là PPI, chứ chúng ta không không thấy được DPI. Mặc dù chúng ta nói chuyện với nhau, các đồng nghiệp nói chuyện với nhau là DPI, hay là khách hàng hỏi chúng ta là bạn thiết kế ở độ phân giải bao nhiêu DPI vậy, nhưng thực ra trong chẳng hạn chúng ta dùng Photoshop trong hệ điều hành Windows 7, thì khi chúng ta mở một cái tài liệu các bạn thiết kế mới chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy pixel trên inch chứ không phải là dot trên inch. Thì các bạn thấy đó là sự khác biệt. Thì với trường hợp này thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng được cái từ là per pixels per inch, nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng chính xác những cái độ phân giải trên Photoshop mà chúng ta xài hệ điều hành Windows. Chúng ta sẽ sử dụng từ chính xác nhất là PPI. Như cái hình minh họa như các bạn thấy, và khi mà nhiều khi chúng ta sẽ dùng cái Photoshop trên Windows thì nó sẽ báo là PPI. Tuy nhiên nếu các bạn dùng Photoshop trên hệ điều hành MacBook nhé, như cái hình các bạn thấy trên trên màn hình mình chụp cái màn hình ví dụ trong máy MacBook của cái hãng Apple, thì các bạn thấy được phía nhìn bạn nhìn phía bên phải ha, thì các bạn sẽ thấy được là nó ghi lại image DPI 72 pixel trên inch. Các bạn nhìn phía bên tay phải nha, gần cuối đó, có cái dòng là image DPI. Thì ở đối với cái phần mềm Photoshop trong cái máy tính MacBook của hãng Apple thì nó lại dùng là DPI chứ nó không có dùng PPI. Thì nó thực sự là nó rắc rối tại sao người ta sự lại sử dụng những cái thuật ngữ lúc này lúc lúc kia như vậy. Thì đó chính là cái lý do mà mình làm cái bài giảng này cho các bạn hiểu rõ hơn về nó. Thực sự là nó đôi khi nó cũng gây chúng ta rắc rối nếu bỗng nhiên có ai hỏi tới chúng ta rằng cái DPI và cái PPI nó khác nhau thế nào, chúng ta nhiều khi chúng ta sẽ bối rối. Các bạn chịu khó ngồi lắng nghe mình nói một chút xíu, vì cái bài này nó khi mình nói thì nó, thuật ngữ thì nó đơn giản nhưng mà mình nói để giải thích cho các bạn hiểu thì nó hơi dài. Các bạn chịu khó ngồi lắng nghe một chút thì các bạn sẽ từ từ hiểu kỹ về hai thuật ngữ này. Vì hai thuật ngữ này thực sự nếu các bạn thực học nghề graphic designers thì các bạn sẽ cần thiết và hiểu kỹ hơn về cái khái niệm này, vì nó rất cần thiết. Đây là một cái lý thuyết rất là căn bản. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cái thuật ngữ PPI, Digital Basic. Nghĩa là đây là cái thuật ngữ về cái sự cơ bản của cái
tính chất trong cái hình kỹ thuật số. Như các bạn thấy cái hình trên cái máy tính của mình thì các bạn thấy là có những cái chấm hình vuông. Chúng ta sẽ bắt đầu với thuật ngữ PBI, bởi vì nếu bạn graph là một designer thì bạn sẽ phải quan tâm tới hai cái thuật ngữ TPI và PPI. Như mình đã nói ở trên, như các bạn thấy thì những cái những người xung quanh bạn này, những cái đồng nghiệp của bạn này, những cái học viên cùng với bạn này, chẳng hạn mà đi học ở những trường đồ họa, thì những cái học viên bạn mình này, thậm chí ngay cả thầy giáo đang dạy cho bạn ở những cái trung tâm, đôi khi lúc thì thầy giáo có thể sử dụng TPI, lúc thì thầy giáo lại sử dụng PPI. Nhưng mà mình thấy theo kinh nghiệm thì những giáo viên hiện nay thường người ta dùng cái từ DPI nhiều hơn PPI, nhưng mà rất ít khi giải thích là cho học viên hiểu được là PPI và DPI nó khác nhau chỗ nào. Thì khi các bạn nghe người ta nói về PPI và DPI thì các bạn nghĩ ngay tới đó là chính là độ phân giải của bản thiết kế mình sắp thiết kế. Nhưng các bạn như cái thói quen của bạn thường thiết kế thì các bạn hay sử dụng từ DPI, dùng từ DPI. Ví dụ chẳng hạn như bạn của bạn hỏi là bạn thiết kế cái tấm bạn thiết kế này bao nhiêu DPI vậy, bao nhiêu độ phân giải, bao nhiêu DPI vậy. Nhưng mà thực ra cái mà bạn vừa nói đó, cái DPI mà các bạn vừa nói đó chính lại là PPI chứ không phải DPI. Thế thì DPI và PPI nó khác nhau chỗ nào? Nhưng thực ra mình nói cho các bạn biết được cái điều đó, nó thực sự nó cũng không có quan trọng lắm. Trong cái nghề thực sự, khi chúng ta làm việc thì thực sự đừng, các bạn đừng quan trọng quá cái vấn đề là chúng ta nói DPI hay PPI, mà chúng ta sẽ phải hiểu bản chất của nó là cái gì, thì sau này các bạn sẽ hiểu kỹ hơn. Với cái BPI Digital Basic thì các bạn thấy cái hình trên màn hình như thế này, thì các bạn mình sẽ nhắc lại là cái định nghĩa là pixel là cái gì. Thì các bạn, như các bạn thấy trên màn hình thì pixel là cái gì, thì các bạn vui lòng tham khảo cái video bài giảng của mình giới thiệu về pixel trong cái kênh YouTube của mình. Thì khi mà người ta hỏi pixel là gì thì các bạn hiểu, sau khi các bạn xem cái video mà giới thiệu pixel thì các bạn cảm thấy sẽ cảm thấy cái câu hỏi này cực kỳ đơn giản. Khi mà bạn nghe cái câu hỏi như vậy thì bạn sẽ nghĩ ngay tới cái việc đơn cái tính đơn giản của nó, vì khi vì có khi bạn thường nghe thấy thuật ngữ này đâu đó rồi, nhưng chính cái định nghĩa pixel này nó lại tạo nên cái sự rắc rối. Vì sao? Vì lúc các bạn lại nghe là tại sao lúc thì PPI nghĩa là pixel per inch, lúc thì DPI, như vậy người ta định nghĩa pixel làm gì mà người ta lại sử dụng DPI làm gì? Người ta định nghĩa pixel rồi người ta lại đi sử dụng DPI, nghĩa là dot per inch làm gì? Đó là cái thắc mắc. Lúc nãy tới giờ mình cứ đưa ra những cái câu hỏi thắc mắc như vậy để cho các bạn hình dung được là chúng ta đang ở một cái điểm mà chúng ta chưa biết gì cả. Mình cũng giống như các bạn, mình ở thời điểm này mình sẽ chưa biết cái PPI là gì, DPI là gì, thì mình đặt ra nhiều câu hỏi như vậy để chúng ta có thể hòa lại với nhau, để chúng ta cùng tìm hiểu chính xác hai cái thuật ngữ này. Dĩ nhiên thì như cái hình ở trên các bạn đang thấy thì các pixel, các bạn thấy những cái pixel nhỏ mang những cái hình vuông nhỏ như vậy, từ cái pixel vậy nó mang những cái màu khác nhau, thì cái đó người ta gọi là pixel màu. Các bạn có thể tham khảo cái video mà trước mình có nói về pixel, thì mình gọi các pixel màu này được tạo thành từ những pixel mà mang ba màu chủ đạo, người ta gọi là sub pixel. Các bạn sẽ cố gắng, nếu các bạn chưa học cái bài pixel là gì thì các bạn sẽ quay lại, mình sẽ nói nhanh cái bài này, ta sẽ không nhắc lại định nghĩa pixel là gì nữa. Những cái pixel mang ba màu chủ đạo nó bao gồm màu đỏ, màu xanh và màu xanh nước biển, người ta tiếng Anh người ta gọi là red, green and the blue line. Thì các pixel màu khác được pha trộn bởi ba màu chính này để tạo nên cái
cái những cái màu khác trong cái ba cái chỗ này thì mình nói cái điểm rắc rối mà chúng ta một số nhà sản xuất thích quan niệm rằng những cái shop big sale là những cái shop big sale là gì, những cái shop big sale là những cái big sale nó mang màu chủ đạo. Chúng ta sẽ mình đọc tiếng Anh nhiều khi các bạn không hình dung ra, mình sẽ ghi đây shop big sale. Shop big sale là những cái big sale nó mang những cái màu chủ đạo là màu đỏ, là màu xanh và màu xanh nước biển. Thì một số cái nhà sản xuất, nghĩa là những cái nhà sản xuất phần mềm này, nhà sản xuất in ấn này, những sản xuất những cái máy in ấy, thì người ta gọi những cái shop pixel này là ta gọi là dots, ta gọi là dots, là những cái dấu chấm, những cái dấu chấm hay gọi là những cái điểm điểm màu chẳng hạn. Thì mà nói về một số cái nhà sản xuất ha, thì vì sao họ 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 lại nói như vậy, họ lại quan niệm như vậy, vì họ hiểu rằng trong máy in, trong các máy in mà các bạn thấy in ở thực tế, thì các cái cách in, cái phương pháp in, cái quy trình in hay là cái cách in của máy in thì cũng tạo nên cái tấm ảnh bằng những chấm màu như vậy. Thì để mà in ra một một cái tấm hình thì các bạn thấy, thì trong cái máy in thường chúng ta sẽ những cái máy in màu chúng ta sẽ thấy ngay là nó có bốn bình mực, thì ba bình mực là đỏ, xanh và xanh nước biển, và thêm một màu nữa là màu đen. Thì màu đen chúng ta sẽ màu đen nữa làm thành bốn màu, thì ba cái màu đỏ xanh, ba cái bình mực là đỏ xanh và xanh nước biển, đó chính là ba cái màu, ba cái bình mực và ba màu đó là ba màu chủ đạo. Xong chúng ta có thêm một màu đen nữa, thì chúng ta thường những cái máy in màu chúng ta có thấy có bốn cái bình mực như vậy. Thì khi mà những cái tấm ảnh in ra thì nó sẽ phun những cái màu mực đó thành những cái dấu chấm, và những cái dấu chấm đó nó ghép lại thành ra những tấm ảnh. Thì khi những cái dấu chấm đó nó phun ra giấy hay là phun ra chất liệu để in thì người ta gọi là dots, là những cái dấu chấm màu. Thì thay vì ta dùng dùng từ pixel thì người ta gọi là dots. Thì chúng ta hiểu được là cái quan niệm người ta dùng từ dots khi người ta dùng những cái hình ảnh đó, người ta dùng cho cái việc mà in ấn. Khi mà ta dùng in ấn thì ta quan niệm cái pixel, những cái sub pixel đó chính là cái dots chứ không phải là gọi là pixel. Chúng ta sẽ thấy được những trong trong những cái sản phẩm in ấn thì các bạn thấy khi chúng ta tạo mới thì ở cái chế độ color mode, color mode là cái chế độ màu chúng ta dùng ARV hoặc là chúng ta dùng CMYK, CMYK 4 màu hoặc là RGB. Đó. Đó là do chúng ta khi mà chúng ta thiết kế để mà in ấn hay là thiết kế để dùng những cái sản phẩm kỹ số thì chúng ta dùng RGB, hoặc là nếu chúng ta thiết kế in ấn thì chúng ta dùng CMYK về nó phun đủ 4 màu. Như mình vừa nói ở trên thì cái màu ảnh khi in ra nó sẽ thật hơn. Mà nếu chúng ta sẽ chỉ sử dụng ba cái màu là ARV thôi thì khi mà và máy in nó xử lý thì nó sẽ phun màu ra không đúng, cái màu nó không có thật lắm so với cái màu ảnh chúng ta mong muốn khi in ra chất liệu giấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái PVI và cái chất liệu khi in ra nó như thế nào. Chúng ta xem cái hình ở trên, chúng ta thấy có một bức tranh đó ở treo ở trên tường, mà chúng ta nhìn thấy cái bức tranh này nó giống như nó bị vỡ vậy, nghĩa là các bạn thấy nó không rõ, giống như là nó cái pixel nó quá ít pixel cho nên cái bức hình nó sẽ không có rõ. Ok, chúng ta sẽ nói về cái PVI một chút. Bây giờ chúng ta thấy cái bức ảnh trên trên đó ấy, thì các bạn mình sẽ nói một cái ví dụ ha. Bây giờ chúng ta có một cái tấm ảnh kỹ thuật số, vào cái tấm ảnh đó được chỉ định với độ phân giải là 72 ppi, 72 ppi.
72 B3 đây. B3 chính là pixel in đó. Thì chúng ta sẽ in cái hình ảnh với cái độ phân giải là 72 B3 này. Thì mình nói cho các bạn biết được là nếu mà mình in với cái độ phân giải là 72 PPI, nghĩa là 72 pixel trên một inch, thì mình sẽ hỏi câu hỏi ngay là vậy, mình nói cho các bạn biết ngay là một cái điều mà các bạn quan tâm chính là chỉ có trên màn hình máy tính thì mới có pixel, chứ trên nếu mà các bạn dùng cái hình đó mà để in ra giấy mà các bạn dùng cái khái niệm là PPI 72 PPI thì nó không có đúng. Thì vì sao mà nói như vậy? Vì giấy, trên giấy nó đâu có cái gì mà ta gọi là pixel. Người ta không thể nào gọi là pixel trên giấy được, đúng không các bạn? Thì chúng ta quay ngược lại, nghĩa là chúng ta sẽ hiểu ngay được là chúng ta dùng PPI khi chúng ta xử lý những cái hình ảnh bằng kỹ thuật số, sử dụng những sản phẩm đó, xem những sản phẩm đó trên máy tính. Nếu chúng ta dùng những cái sản phẩm đó mà để chúng ta thiết kế và chúng ta in ra trên giấy thì chúng ta sẽ không thể nào sử dụng từ PPI được. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nữa nha. Chắc các bạn sẽ vẫn chưa cái chi tiết để các bạn hiểu rõ hơn. Thì các bạn hiểu như thế này. Trong cách vận hành của máy in, thiết bị của máy in á, trong cái máy in á, thì thiết bị nó sẽ chuyển đổi, nó sẽ tự động. Khi các bạn thiết lập cái chế độ là pixel trên in chẳng hạn các bạn xài Photoshop trong hệ điều hành Windows thì các bạn dĩ nhiên các bạn sẽ chỉ thiết lập được PPI thôi. Nhưng mà các bạn nên nhớ là khi các bạn in từ Photoshop ra cái máy in thì trên cái máy in đó nó sẽ tự động chuyển đổi số pixel, là số pixel trên mẫu in từ hình kỹ thuật số trở thành số điểm mực mà máy in phun mực ra. Thì các bạn mình nói cho các bạn hiểu như vậy, nghĩa là như vậy khi bạn thiết kế bạn vẫn để cái độ phân giải là pixel trên in, người ta gọi là PPI, nhưng mà khi in ra thì cái máy in nó tự động, nó có cái phần, nó có cái chương trình trong cái máy in, nó sẽ tự động chuyển đổi kích cỡ, chuyển đổi cái độ phân giải pixel đó, số pixel trong màn hình đấy trở thành các điểm mực mà máy in nó sẽ phun mực ra sao cho hợp lý để cho cái hình đó nó xem được rõ. Dĩ nhiên cái số lượng mà pixel được quy định trong hình kỹ thuật số nó sẽ không giống số lượng điểm mực mà máy in phun ra. Mình nhắc lại nè, số lượng pixel được quy định trong hình ảnh kỹ thuật số sẽ không giống số lượng điểm mực mà máy in phun ra. Nghĩa là sao? Nghĩa là 72 pixel trên in thì khi các bạn in ra nó không phải là 72 cái điểm mực của máy in phun ra. Các bạn phải hiểu như vậy, nó khác nhau. Vì trên giấy nó đâu có pixel, nó đâu có cái khái niệm nào gọi là pixel trên giấy. Thì các bạn quy định 72, cái hình đó 72, độ phân giải là 72 pixel trên một in, thì khi các bạn in ra thì nó không có chính xác là 72 cái điểm mực màu mà máy in phun ra là 72 cái điểm trên in được. Chính vì vậy mà khi các bạn in với cái độ phân giải đó thì khi các bạn in ra thì các bạn thấy cái bức hình nó sẽ giống như các bạn đang xem trên màn hình, nó sẽ khác nhau. Như cái hình ở trên là của tác giả Yuri Babic, nó được tạo ra ở chế độ phân giải thấp. Độ phân giải thấp thì các bạn thấy nó độ phân giải thấp mà lại trong một cái tấm, trong một cái kích cỡ có cái số in lớn thì dĩ nhiên cái độ mà phun màu của máy in nó sẽ tạo ra những cái mảng màu hiện rõ những cái điểm vuông giống như pixel vậy bạn. Thì mà mình để đưa cái hình này để cho các bạn hình dung được, nếu mà chúng ta in ra với một cái độ phân giải thấp trên máy tính mà in ra với một cái kích cỡ giấy to thì nó sẽ bể như vậy, hình nó sẽ ra pixel như vậy. Thì các bạn thấy đó, cái thuật ngữ pixel trên cái chất liệu giấy in thì là không có một cái kích thước nào rõ ràng hay cố định, mà chúng ta nói lại, khẳng định lại một lần nữa là chẳng ai gọi
chẳng ai mà thiết kế mà lại gọi là bao nhiêu pixel trên một tờ giấy cả. Thì chúng ta phải hiểu rõ được cái khái niệm như vậy. Thì bây giờ để chúng ta hiểu hình dung hơn, dễ hình dung hơn, chúng ta sẽ xem một cái ví dụ dưới đây thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Thì bạn có thể thử ví dụ bằng cách tạo ra một bản thiết kế với kích cỡ tương tự trong Photoshop. Sau đó chúng ta sẽ thay đổi độ phân giải. Chúng ta sẽ dùng cái Photoshop ha. Chúng ta sẽ tạo một cái tài liệu có cái độ chiều chiều ngang là 394 pixel và chiều cao là 394 pixel. Thì chúng ta đặt cái chế độ PVI là 10. Giờ chúng ta tạo ha. 394. Chúng ta đặt chế độ là 10 thôi. Như vậy chúng ta có 394 pixel, 394 pixel chiều cao và chế độ độ phân giải là 10. Chúng ta ok ha. Ok. Chúng ta sẽ vào image, chúng ta chọn image size để chúng ta sẽ thấy. Thì trên máy tính các bạn thấy được là với cái độ pixel này thì document size nó quy ra cm là 100 cm, chiều cao còn là 100 cm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại. Chúng ta thấy, chúng ta ví dụ chúng ta có cỡ giấy in của A và B. Với cỡ giấy của A chúng ta đều A và B chúng ta đều có cái kích cỡ giống nhau là 100 pixel, 100 cm nhân 100 cm. Ok. Hoặc là chúng ta sẽ mình sẽ ví dụ như thế này cho các bạn dễ hiểu. Chúng ta tạo một mới đi, chúng ta không dùng pixel này, chúng ta dùng cm. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta sẽ in ra trong cái tờ giấy với kích cỡ là 100 cm, 100 cm. In cái hình với độ phân giải là 10 ha. Chúng ta dùng image size thì chúng ta sẽ thấy tương tự giống như chúng ta làm lúc nãy. Ở phía trên thì các bạn thấy nó đo bằng pixel, phía dưới thì chúng đo bằng cm để các bạn dễ hình dung. Độ phân giải là 10. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái image size này, chúng ta thay đổi PVI thành 300, từ 10 chúng ta thay đổi thành 300. Thì lúc đó các bạn xem thử là cái độ bề ngang và cái bề cao nó có thay đổi như thế nào không. Thì chúng ta thay đổi ha, chúng ta thay đổi thành 300. Các bạn thấy cái chỗ quýt nó thay đổi nha, chỗ quýt này nó thay đổi nè. Bây giờ với cái tài liệu kích cỡ một trên kích cỡ giấy 100 cm với 100 chiều cao 100 cm, nhưng biết cái số lượng pixel nó thay đổi. Nếu các bạn tăng cái độ phân giải lên thì pixel là thay đổi, pixel thay đổi. Thì như vậy khi chúng ta in ra trên cái cỡ giấy in là 100 cm với cái bề ngang là 100 cm nhân 100 cm, thì dĩ nhiên với cái độ phân giải bằng 10 và độ phân giải 300 nó sẽ khác nhau về chất lượng. Thì dĩ nhiên chất lượng của hình của cái tờ giấy B á, của cái hình B sau khi in ra sẽ tốt hơn chất lượng A khi cùng kích cỡ. Vì sao như vậy? Vì chúng ta thấy được ngay, chúng ta nếu chúng ta chọn ở đây là độ phân giải được là 10 thì diện tích của cái diện tích phân bố của những cái pixel trên cái tấm ảnh đó chỉ là 394 pixel nhân cho 394 pixel. Thì dĩ nhiên cái độ phân giải này, cái tổng cái diện tích nó sẽ ít hơn cái chuyện mà chúng ta tăng cái độ phân giải là 300. Thì nó cái bề ngang nó có đến 11.820 cái pixel nhân cho chiều cao là 11.820 cái pixel. Như vậy diện tích nhân lên là cực kỳ lớn với 300 pixel trên cái độ phân giải 300 này. Thì
cái pixel nó gán, nó tạo nên cái bức hình nó càng nhiều, càng dày đặc, làm cho bức hình càng ngày càng chi tiết hơn. Thì đó là lý do mà tại sao với cái độ phân giải bằng 10 với độ phân giải bằng 300 nó khác nhau về cái chất lượng, mặc dù là chúng ta cùng cái kích cỡ là 100 nhân 100. Nhưng mà các bạn hiểu một điều là như thế này, khi các bạn thiết kế thì chẳng hạn chúng ta thiết kế một cái bản thiết kế mà một cái băng rôn hay là một cái poster rất là lớn treo ở ngoài xa lộ hay là ngoài đường hay là ngoài lộ thiên ở ngoài trời, thì chúng ta nếu chúng ta sử dụng PVI mà 300, cái độ phân giải là 300, thì chúng ta có một cái băng rôn hay poster mà mấy mét chẳng hạn, 10 mét chẳng hạn, thì chúng ta dùng 300 thì khi chúng ta nhân lên thì thực sự cái file mà chúng ta thiết kế ra nó sẽ có dung lượng cực kỳ lớn, và như vậy nó sẽ gây bất tiện cho chúng ta trong chúng ta khi chúng ta xuất file ra để in. Thì các bạn nhớ là nếu chúng ta càng tăng độ phân giải lên thì đồng nghĩa với cái việc dung lượng file thiết kế của chúng ta sẽ lớn. Thì trong cái ví dụ như các bạn thấy trong hình, thì dĩ nhiên với cái tài liệu mà các bạn set thiết lập ở chế độ PVI là 10 và một cái tài liệu các bạn thiết lập ở chế độ PVI là 300, thì dĩ nhiên cái file mà các bạn thiết lập ở chế độ 300 nó sẽ có dung lượng lớn hơn cái file A là file đặt ở cái độ phân giải là 10. Bây giờ các bạn hình dung được đúng không? Bạn hình dung được là pixel cái PVI là gì rồi đúng không? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái khái niệm là Total Per Inch hay là TPI. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về cái DPI. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về DPI ha. Ok. Các bạn thấy trên cái hình ở trên màn hình của mình thì đây là một cái ví dụ, cái hình ví dụ mà cái chữ Rect này, chữ Rect ở trên cái màn hình này thì nó được cấu tạo bởi những cái điểm mực của máy in nó phun ra. Đây là cái hình nó chụp lại trên giấy, là cái hình này nó cái chữ R và chữ A này thì nó được cái máy in nó in ra trên giấy, và trong chúng ta chụp lại chữ mà được cái máy in in ra từ máy tính, và cái máy trong cái chữ cái hình trên máy tính thì nó được thiết kế với lại cái độ phân giải thấp. Thì chúng ta sẽ thấy được rất là rõ khi với độ phân giải thấp trên cái hình ảnh trên máy tính, độ phân giải thấp thì khi máy in ra chúng ta sẽ thấy rất là rõ các điểm chấm mực như chúng ta thấy trên màn hình đó. Vì sao mà người ta cố ý làm cái người ta cố ý in ra cho bạn cái hình ảnh này để làm gì? Để cho các bạn, để chứng minh cho các bạn thấy được những cái chấm 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 này chính là những cái điểm điểm mực từ mình nó phun ra, và những cái chấm 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 mà các bạn thấy những cái chấm chấm này nó ghép lại tạo nên cái chữ red, chữ re ở trên như các bạn thấy, thì những cái chấm đó chính là dot, đó là dot. Thì bây giờ các bạn hiểu hiểu được chưa, nghĩa là chúng ta sử dụng PVI khi chúng ta sử dụng cái hình ảnh đó, sử dụng cái hình ảnh đó ở trong cái phần mềm máy tính của chúng ta xem máy tính của chúng ta thì chúng ta sử dụng PVI. Khi chúng ta in ấn ra ngoài trên những cái chất liệu khác thì chúng ta sử dụng DPI, chúng ta không dùng PVI nữa, vì khi in ra thì những máy in nó sẽ sử dụng những cái dấu chấm đó để tạo nên cái hình ảnh, những cái điểm màu như vậy để tạo nên hình ảnh. Thì các bạn thấy được cái máy in nó tạo ra cái hình ảnh, nó tạo ra hình ảnh bằng cách là nó phun mực ra giấy, nó phun những cái mực ra giấy, thì những cái mực đó nó tạo từ những cái dấu chấm mực nhỏ, các bạn thấy những cái dấu chấm mực nhỏ, những cái dấu chấm mực nhỏ như vậy. Thì những cái dấu chấm mực này nó ghép lại với nhau tạo nên hình ảnh. Thì mỗi cái chấm mực nhỏ được phun ra thì nó có hình dáng không giống như hình dáng pixel đâu. Các bạn thấy nó sẽ không giống hình dáng pixel. Hình dáng pixel như các bạn thấy ở trên đầu, ở trên cùng ha.
các bạn sẽ thấy được là nó có chấm hình vuông rất là rõ ràng. Nhưng mà ở cái chấm mực màu thì nó đâu có hình vuông rõ ràng đâu. Nghĩa là nó có hình dạng tùy biến, nó không có đều nha các bạn thấy đó. Nó có hình, nó chỉ là một cái chấm mực vuông ra. Những cái chấm nó ghép lại, chấm nhỏ hoặc là chấm dày, chấm lớn nó ghép lại với nhau. Thì các bạn thấy được là một cái chấm mực nhỏ được phun ra có hình dáng không giống như những hình dáng pixel chúng ta đã học. Thì hình dáng pixel chúng ta nhớ là những hình dáng pixel là những cái ô vuông nhỏ đó các bạn thấy đó. Thì tùy theo mật độ các chấm mực này, thì mật độ thì cái lượng, cái số lượng cái chấm mực này càng nhiều trên một đơn vị diện tích của giấy in. Tùy theo mật độ của các chấm mực này càng nhiều trên một đơn vị diện tích của máy in giấy in thì hình ảnh càng rõ nét. Thì đây chính là khái niệm DPI. Đó chúng ta gọi là DPI là bao nhiêu cái chấm mực đó trên cái in, trên mẫu in giấy. Như vậy chúng ta xét ngược lại hình ảnh trên máy tính hay những cái màn hình các thiết bị số chúng ta xem thì nó lại dùng cái pixel để tạo lại, tái tạo để tạo thành những cái hình ảnh chúng ta thấy. Thì tùy từng mật độ xuất hiện của pixel mà hình ảnh rõ nét hay không, đó chính là lại là PPI. Các bạn hiểu được chưa? Thì PPI nghĩa là mật độ pixel hiển thị trên trên một in, nhưng mà chúng ta xem những cái hình ảnh đó trên màn hình máy tính hay các thiết bị số chúng ta xem thì chúng ta gọi là PPI. Cái mật độ PPI, cái mật độ pixel càng nhiều, tạo cái hình ảnh càng nhiều thì chi tiết hình ảnh càng rõ. Nhưng mà khi chúng ta xem trên giấy in thì cái mật độ điểm màu, cái mật độ những cái chấm mực nhỏ nó càng nhiều trên một đơn vị diện tích của giấy in thì hình ảnh càng rõ nét. Bây giờ các bạn hình dung được chưa? Nghĩa là PPI là gì, DPI là gì, khi nào chúng ta nói dùng PPI, khi nào chúng ta sẽ nói, chúng ta gọi là DPI. Ok. Mình nói rất là dài để các bạn, nói rất là kỹ để các bạn hiểu. Như cái hình ảnh ở trên nha. Các bạn thấy đối với máy tính thì các bạn thấy nó in, nó tái tạo, nó tạo hình ảnh bằng những cái chấm vuông màu, những cái điểm màu hình vuông, đó là những cái pixel đó, nó tạo thành hình ảnh. Còn đối với máy in thì nó dùng những cái điểm mực chấm 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 tạo thành như vậy. Còn phía bên tay phải thì các bạn thấy những cái điểm màu chấm 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 trên những cái chất liệu máy in, nó in ra như vậy. Thì bây giờ chúng ta có một ví dụ ha. Nếu bạn in một cái tấm hình, nếu bạn in một cái tấm hình làm ở một chế độ tấm hình 150 ppi ở chế độ 600 dpi, nghĩa là sao? Nghĩa là trong cái máy in của mình nó có một chức năng thiết lập cái độ dpi của máy in, chứ không phải là của máy tính nha. Nghĩa là nếu bạn đang in một tấm hình, nghĩa là trên, chẳng hạn các bạn dùng Photoshop để in một tấm hình, thì cái hình Photoshop đó nó được cấu tạo là 150 đi, 150 dpi, và các bạn thiết lập thêm cái máy in của mình là máy in của mình sẽ in được cái chế độ là 600 dpi, thì lúc đó các bạn thấy được là mỗi pixel của tấm hình đó khi in ra sẽ được 16 dấu chấm mực, nghĩa là 16 điểm mực của máy in tạo thành. Thế là sao? Nhưng vì sao chúng ta có cái con số 16 này? Đơn giản thôi. Chúng ta lấy 600 cái chấm mực, nghĩa là 600 cái DPI này, chính là 600 cái DPI của cái máy in này. Chúng ta chia cho 150 pixel là chính là 150 DPI này. Chúng ta sẽ có được 16 cái đốt. 16 đốt này chính là 4 hàng, 4 cột nhân nhau trong mỗi pixel. Được chưa? Nghĩa là với một pixel trên máy tính khi mà chúng ta in ra thì khi máy in ra nó sẽ sử dụng 4 cái chấm chấm nhỏ nhỏ này nè, 4 cái chấm nhỏ nhỏ này, 4 cái chấm mực màu. Tạo lại với nhau. 16 cái chấm mực nhỏ nhỏ này tạo lại với nhau.
thì nó sẽ tạo lại một cái pixel màu. Các bạn hình dung được cái ví dụ này chưa? Chúng ta mở ngoặc và chúng ta sẽ thấy là 600 chia cho 150 bằng 4. Nghĩa là 4 ở đây nghĩa là ở đơn vị đo diện tích, thì chúng ta hiểu rằng đây là thì 4 ở đây là 4 nhân cho 4. Là bề ngang nhân cho bề cao đó chẳng hạn vậy. Như vậy chúng ta có 16 cái điểm mực hiển thị đại diện cho mỗi một pixel màu. Cái mẫu một pixel màu trong cái thiết kế máy tính của chúng ta thì nó khi chúng ta in ra thì chúng ta có 16 cái điểm mực để diễn tả một cái pixel hiển thị. Thì trong cái quá trình mà chúng ta thiết kế thì ngày xưa thì có rất là nhiều cái máy in kim chẳng hạn, nhưng bây giờ các bạn đến những cái bưu điện, các bạn nộp tiền này tiền kia thì những cái bưu điện hay những cái ngân hàng chẳng hạn, người ta vẫn còn sử dụng những cái máy in kim. Trong tiếng Anh người ta gọi máy in kim là matrix printers. Thì những cái máy in kim này nó không phải là ở cái chế độ 600 dpi chúng ta vừa nói, mà nó thường có cái độ phân giải là 60 đến 90 dpi. Ở máy in phun mực mà chúng ta thường dùng ở trong văn phòng chúng ta hay là ở gia đình chúng ta thì những cái máy in phun mực người ta gọi là inkjet printer, thì cái chúng ta có cái độ phân giải của máy in là 300 đến 600 dpi. Khi các bạn mua máy in thì dĩ nhiên trong cái thông số kỹ thuật của máy in nó sẽ có những cái thông số này, máy in mình có 300 hay là 600 dpi. Đối với máy in laser thì thường từ cái độ phân giải cao hơn là 600 đến 1800 dpi. Bây giờ các bạn hiểu ra nghĩa là khi các bạn thiết kế một cái tấm hình ở cái độ phân giải nào thì lúc chúng ta in ra chúng ta dùng cái máy in nào nữa, chứ không phải là chúng ta cứ thiết kế không như vậy. Thì cái vấn đề mà in ấn ra thì khi các bạn in ấn quảng cáo thì nó tùy thuộc vào cái người xuất phim nè. Thì người xuất phim đó khi in ra thì người ta sẽ biết được là cái máy in đó bao nhiêu dpi và người ta sẽ điều chỉnh cái độ phân giải sao nó sao cho hợp lý để cái sản phẩm in ra được tốt hơn. Bây giờ chúng ta tóm nhắc lại một chút là như chúng ta nói ở trên ha, thì trong cách vận hành của máy in thì thiết bị sẽ chuyển đổi số pixel trên mẫu in từ hình cây số trở thành số điểm mực mà máy in mực được phun ra. Dĩ nhiên chúng ta hiểu ngay được là số lượng pixel được quy định trong hình ảnh kỹ thuật số, nghĩa là chẳng hạn chúng ta dùng 72 pixel trong in thì nó sẽ không phải đúng như cái số điểm mực mà máy in phun ra, nhưng chúng ta có một cái bài ví dụ vừa rồi thì nó sẽ khác nhau. Thì chúng ta thấy chẳng hạn như chúng ta thấy trên hình này, mẫu cái ô vuông này, thì trong một cái ô vuông này nó có rất là nhiều chấm mực ở bên cái sản phẩm in. Các bạn xem những hình các bạn đã hiểu hơn này. Có một điều mà mình muốn nói thêm cho các bạn biết được là mình sẽ nói thêm cho các bạn biết được một số độ phân giải, một số độ phân giải thông thường mà chúng ta sử dụng trong thực tế, nghĩa là trong quá trình mà mình làm việc trong các công ty hay là những cái xưởng mà in ấn thì chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm. Thì thông thường khi mà các bạn in ấn ở sách hay chúng ta dùng in tạp chí thì người ta thường sử dụng là ở cái độ phân giải là 100 dpi, 150 dpi. Thì nếu các bạn mà sử dụng, chúng bạn in những cái sản phẩm, chúng ta thiết kế in những sản phẩm về sách, tạp chí thì chúng ta sẽ sử dụng là độ phân giải là 150 dpi là mức chuẩn tối thiểu cho chất lượng hình ảnh in ấn. Các bạn có thể sử dụng cao hơn cũng được. Nhưng mà đây là mức chuẩn 150 cho sách và tạp chí. Còn với in ấn báo tin tức hàng ngày chẳng hạn, như các bạn xem báo Tuổi Trẻ nè, báo Thanh Niên nè, vân vân, thì nếu các bạn thiết kế những cái đó, những sản phẩm như vậy thì các bạn sẽ sử dụng 85 dpi là được rồi. 85 dpi là được rồi ha. Vì các bạn biết vì sao như vậy không? Vì báo chí tin tức hàng ngày, cái báo chúng ta thấy nó ít, rất ít màu sắc hay là nó chỉ toàn chữ là nhiều, thì nó không đòi hỏi cái chất lượng hình ảnh quá rõ nét rõ ràng như những cái sản phẩm in ấn khác như tạp chí hay là sách này kia. Thì những cái hình ảnh trên đó nó cần phải rõ nét rõ ràng,
để kích thích người xem. Chứ còn báo hàng ngày thì người ta chỉ đọc chữ là nhiều, chữ là quan trọng nhất, nội dung là quan trọng nhất. Thì chúng ta khi chúng ta thiết kế những cái đó, chúng ta sử dụng 85 dpi là hợp lý. Tuy nhiên nếu mà bạn thiết kế một cái pupil là cái gì, mình sẽ viết cái tiếng Anh ra đây cho các bạn dễ hiểu ha. Cái pupil chính là cái, trong tiếng Anh người ta gọi là cái, một cái bảng hiệu mà các bạn thấy ở ở ngoài ngoài, ngoài đường á, người ta hay có một cái bảng rất là to ha, người ta treo ở ngoài đường á, người ta dọc bên đường những cái bảng hiệu rất là to, hay là nhà bạn thấy bên bờ sông nha ha, người ta treo những bảng hiệu đó rất là nhiều, thì những cái đó người ta gọi là people, là những cái bảng hiệu được treo trên những cái đường phố lớn á để quảng cáo á, người ta gọi là people. Thì bạn khi bạn thiết kế một cái people như vậy thì các bạn chỉ có thể sử dụng độ phân giải thấp, như mình quay lại lúc nãy mình nói, nếu các bạn dùng cái people thường có kích thước rất là lớn, thì nếu các bạn sử dụng độ phân giải càng cao thì cái dung lượng file các bạn thiết kế nó sẽ nặng lên, máy tính của bạn sẽ xử lý không nổi, mình xử lý rất là nặng. Nhưng mà thực tế các bạn không cần phải như vậy, mình sẽ giải thích vì sao các bạn thiết kế một những cái bảng hiệu bự, bảng hiệu lớn như vậy mà các bạn lại phải sử dụng độ phân giải thấp. Chẳng hạn nếu các bạn thiết kế một cái pupil như vậy thì các bạn sẽ sử dụng độ phân giải là 45 dpi mà thôi. 45 dpi mà. Vì sao như vậy? Vì sao chúng ta lại thiết kế một cái bảng hiệu bự như vậy mà chúng ta không dùng 300 dpi hay 150 dpi trở lên mà chúng ta lại sử dụng độ phân giải thấp như vậy? Thì các bạn đừng có lo lắng. Đừng lo lắng về cái như vậy. Vì với những cái bảng hiệu to như vậy thì thường khi mà cái người ta đi qua đi lại, người ta nhìn nó thì người ta thường ở khoảng cách xa. Thì ở khoảng cách xa thì với cái, dù cái độ phân giải thấp các bạn in ra, thì với cái tầm mắt của họ, họ ở khoảng cách xa thì người ta vẫn dĩ nhiên người ta vẫn thấy rõ hơn. Chẳng hạn như các bạn đọc cầm quyển sách, đọc cầm quyển tạp chí hay là cầm những cái hình ảnh rất là gần, khoảng cách gần cái tầm mắt của mình, thì dĩ nhiên bạn phải cần độ phân giải cao để cái hình ảnh nó chi tiết với con mắt của mình. Nhưng các bạn sử dụng những cái sản phẩm mà chúng bạn cái người nhìn nó ở khoảng cách xa, rất xa chẳng hạn vậy, để nhìn thấy nó, thì khi các bạn thiết kế chúng bạn chỉ cần độ phân giải thấp là được rồi. Thì mình đưa ra một cái chuẩn là 45 dpi là ổn. Ok, thì các bạn mình giới thiệu cho các bạn cái kinh nghiệm thiết kế như vậy. Thì qua cái điều mà mình vừa nói để cho các bạn hiểu rằng là không phải cứ mỗi khi các bạn thiết kế cho in ấn, nghĩa là khi các bạn được giao việc, các bạn nghe boss nói với các bạn là bạn chuẩn bị thiết kế một sản phẩm in ấn, thì chúng ta khi chúng ta nghe như vậy, chúng ta nghĩ ngay tới chúng ta sẽ phải dùng độ phân giải cao để cho in ấn, thì không đúng. Nên mình vừa giải thích các bạn, nghĩa là không cứ phải mỗi khi các bạn thiết kế cho sản phẩm in ấn là chúng ta sẽ dùng cái độ phân giải cao, mà còn tùy vào chúng ta đang thiết kế sản phẩm phục vụ cho cái gì. Chẳng hạn chúng ta sẽ thiết kế sách, tạp chí hay thiết kế báo hàng ngày, hay là chúng ta thiết kế một cái billboard như vậy, thì tùy vào những sản phẩm chúng ta thiết kế nó phục vụ cho cái gì, ai nhìn nó và khoảng cách nhìn là bao xa, thì chúng ta sẽ dùng cái độ dpi cho nó phù hợp. Và thậm chí khi các bạn, chẳng hạn như bạn thiết kế những cái sản phẩm in trên những cái chất liệu khác nhau như vải này, nhựa này, hay là những cái chất liệu khác nhau, thì tùy theo những cái chất liệu đó mà các bạn sử dụng cái độ dpi cho nó hợp lý nè. Ok, thì đó là cái kinh nghiệm mình muốn truyền đạt lại cho các bạn, để các bạn hiểu được cái khái niệm PVI và DVI nó như thế nào. Thì hy vọng sau cái bài mình nói tương đối dài này, thì các bạn hiểu được là cái hai cái khái niệm này nó khác nhau và nó giống nhau chỗ nào, và nó được sử dụng ở trường hợp nào. Hy vọng các bạn sẽ có thêm cái kiến thức cơ bản này trong nghề nghiệp của mình trong tương lai. Chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái bài tương đối dài, cái bài lý thuyết tương đối dài này. Và hy vọng cái bài này nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ, làm việc hiệu quả và cố gắng theo dõi cái kênh YouTube của mình và
Mình mong rằng cái kênh YouTube giáo dục này sẽ giúp cho các bạn được cái nền tảng cơ bản của nghề thiết kế graphic design cho các bạn.